thưa quý vị hội thảo biển đông hợp tác nghiên cứu và phát triển vừa được diễn ra thành công tốt đẹp tại đại học tổng hợp wawasa của ba lan hội thảo do ban liên lạc người việt ở châu âu vì biển đảo việt nam hội người việt nam tại ba lan và hội khoa học công nghệ việt nam tại ba lan phối hợp tổ chức với sự ủng hộ của ủy ban nhà nước về việt nam người nước ngoài ở việt nam thuộc bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại ba lan học viện ngoại giao việt nam và viện biển đông Tham dự hội thảo có hơn 100 học giả, nhà nghiên cứu đến từ Ba Lan, Hungary, Pháp, Đức, Việt Nam cùng khách mời và đại diện các hội đoàn của người Việt Nam tại Ba Lan và châu Âu sự kiện là diễn đàn để các học giả nhà khoa học giới thiệu và trao đổi các nghiên cứu liên quan đến biển đông nhằm tăng cường hiểu biết về biển đông cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước châu âu cũng như bạn bè quốc tế bên cạnh đó ban tổ chức mong muốn hội thảo sẽ giúp đưa ra những đánh giá khách quan về hiện trạng biển đông cả về điều kiện tự nhiên kinh tế chính trị xã hội kêu gọi các quốc gia trong liên minh châu âu eu cùng các tổ chức quốc tế ủng hộ và tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học liên quan đến biển Đông. Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao và trân trọng những đóng góp và hoạt động có ý nghĩa như hội thảo lần này ở Warsaw, thể hiện tình yêu và sự gắn kết giữa kiều bào với tổ quốc, gắn kết giữa toàn thể con dân đất Việt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Việt Nam với tinh thần cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.